Dạ, em xin kính chào quý anh chị. Hiện tại em đang đứng trên đường Đan 3m của ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái ngôi nhà vườn nghỉ dưỡng này ha. Có tổng diện tích là 2.250m², có 300m² thổ cư ha quý anh chị. Đó, ngôi nhà mình này cũng đối diện với một cái biệt thự Vini ha quý anh chị. Đó, quý anh chị về có thể cải tạo thêm ha. Rồi, trước tiên thì em sẽ xin nói về cái hướng đường đi của mình ha. Thì từ cái đường Đan này, quý anh chị chạy thẳng ra cái đường này ha, khoảng 200-300m, nó đến là chợ Cầu Đúc nha quý anh chị. Chợ Cầu Đúc thì nó gần ủy ban dân xã Xuân Đông, nó cũng rẽ ra nhiều hướng ha. Ủy ban xã Xuân Đông tầm khoảng 1 đến 2 km nha quý anh chị. Đó, khu vực này dừa rất là nhiều ha. Đó, thì chợ đó thì mình đi ra ngoài khoảng 2-3 phút là mình tới thôi. Rồi, hướng ngược lại nha quý anh chị. Hướng ngược lại thì mình chạy thẳng tới khoảng 400m, khoảng 400m thì mình đến đường Bắc kênh Xuân Hòa. Đường này là đường nhựa nha quý anh chị. Đường này lưu thông huyết mạch luôn á nha quý anh chị. Đường nhựa. Thì cái mảnh vườn và ngôi nhà mình hiện nay thì nền cao ráo bằng lậu. Đó, quý anh chị thấy ha. Đối diện mình thì có một cái nhà rất đẹp ha. Đó. Có hàng rào rất đẹp. Thì cái ranh giới của mình, ranh giới của mình thì ngang 28m, dài 102m nha quý anh chị. Nửa cái đìa này nha, nửa cái đìa này mình chia ra. Đó, mình được phân nửa cái đìa này để thẳng ra 102m. Mặt tiền mình là 28m. Tuy nhiên, cái đường gia chủ sẽ làm cái đường riêng trong phần đất của mình luôn. Còn cái đường này là mình giống như mình vẫn sử dụng bình thường, nhưng mà gia chủ muốn làm cái đường riêng này để đi nội bộ nha quý anh chị. Đường thẳng tới hai cái đống đá đó đó, cho nó không có cua. Đó, đó rồi cái nền mình ha. Hiện nay trên nền mình có trồng những một số cây con trái là cây dừa. Cái dừa này thì dừa thường nha quý anh chị, không phải mã lai nha. Dừa thường có dừa con, cũng có dừa lớn cũng có. Đang thu hoạch luôn nha quý anh chị. Nhà thì nhà cấp 4, quý anh chị về cải tạo lại hoặc là quý anh chị xây mới ha, thì thích hợp cho khu vườn này, thích hợp cho quý anh chị nghỉ dưỡng cuối tuần ha. Ở đây rất là yên tĩnh. À, đây gia chủ cũng mới vừa trồng thay thế một số cây dừa con ha. Tổng cộng gia chủ ước lượng tầm khoảng đâu đó khoảng 40 đến 50 cây dừa gì đó ha quý anh chị. Đó, nói chung là nửa cái đìa này băng qua đây 28m. Hậu của mình thì hơi tấp hậu xíu nha quý anh chị. Hậu mình hơn 22m. Ở trước thì 28m mấy quý anh chị. Đó, vườn mình rộng rãi ha. Giá cho khu vườn và nhà này là 2.3 tỷ có thương lượng nha quý anh chị. 2.3 tỷ có thương lượng. Quý anh chị nào ở Sài Gòn mình về đây tầm khoảng 1.5 cây đến 2 cây số là mình tới nha. 1.5 cây đến 2 cây số là mình tới. Xung quanh đất đẹp không màu mã. Bao quý anh chị luôn, không màu mã nha. Đó. Xung quanh rất là nhiều dừa. Phía bên đây mình cũng có dừa, bên kia cũng có dừa luôn. Còn một số cây mù u, chứ không có cái gì khác ngoài dừa nha quý anh chị. Rồi đây ra ngoài cũng dừa không á. Đó, em đi sau tới nè ha. Từ đây mình ra tầm, mình ra chỗ ủy ban dân ủy ban dân xã Xuân Đông tầm khoảng 1.5 cây đến 2 cây số là mình tới. Rất gần chợ, trường học. Quý anh chị nào mà quan tâm mà
khu vực này thì khu đất này thì liên hệ với em ha. Rồi qua số điện thoại 0973 267 524, em sẽ gửi thêm thông tin sổ sách cho quý anh chị mình tham khảo ha. Thì nhà cấp 4 của mình thì nói chung là chưa có tô, dần hoàn thiện. Nền thì nền này lá gạch tàu nha quý anh chị. Đó. Đây là cái phòng thứ nhất nha. Đây, đây là cái phòng khách. Đó. Này thích cho hợp cho quý anh chị nghỉ dưỡng, rất là mát mẻ. Trước mình cũng có mấy vài cây bưởi, cây bưởi da xanh nè quý anh chị. Cái bưởi này bưởi long hay chưa? Bưởi long. Long cỏ cò quý anh chị. Rồi, cái đường này là gia chủ sẽ làm thẳng luôn nha quý anh chị. À, tự làm thẳng ra luôn. Đường 4 mét. Đó, cho nó rộng ra. Rồi, mấy trên mấy dưới mình thì cũng nửa đìa nha quý anh chị. Cái ranh của mình cũng nửa đìa luôn nha. Nửa đìa đi thẳng tới 102 mét. Đó. Rồi, quý anh chị mình quan tâm thì kết bạn em ha. Em sẽ gửi thêm thông tin sổ sách cho quý anh chị tham khảo. Rồi em xin kết thúc video, hẹn quý anh chị ở những video tiếp theo của kênh ạ.